Sau đây thì chúng em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thầy giáo Lê Văn Dũng, hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trường, sẽ cùng có đôi lời phát biểu chia sẻ tới tất cả các bạn học sinh. Trân trọng kính mời thầy, và chúng ta không quên dành cho thầy giáo Lê Văn Dũng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Trân trọng cảm ơn thầy. Kính thưa các thầy cô, các thế hệ giáo viên của nhà trường, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các em cựu học sinh niên khóa 2000-2003. Trong ngày hôm nay, tôi cũng cùng các thầy cô cũng rất là xúc động và rất tự hào nhận được lời mời đến dự hội khóa của các em ngày hôm nay. Trước tiên, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường cũng như nhân danh cá nhân, xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô, các thế hệ, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội khóa 2000-2003. Lời chúc sức khỏe và chúc hội khóa thành công tốt đẹp. Vừa rồi thì cô Nguyễn Thị Sớm, nguyên lãnh đạo nhà trường, cũng thay mặt cho các thầy cô phát biểu ý kiến rồi. Và tôi cũng chỉ có đôi lời ngắn gọn. Thứ nhất là cũng chúc mừng các em khóa 2000-2003. Trong thời gian vừa qua, tôi cũng được tiếp xúc với một số bạn và thấy rằng các em rất là háo hức, rất là nhiệt huyết, nhiệt tình, và đặc biệt là nhìn gương mặt ngày hôm nay rất đông đủ, vui vẻ, trẻ trung và rất phong độ. Thì cái này là có niềm gọi là rất là cảm động với tình cảm của các em. Và trong thời gian vừa qua thì nhà trường cũng đã tổ chức 60 năm kỷ niệm thành lập trường, cũng đã thành công tốt đẹp. Thì nhân dịp sự kiện của các em ngày hôm nay, hội khóa 2000-2003, thay mặt cho Hội đồng Giáo dục nhà trường xin được trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của các thế hệ cựu học sinh nhà trường, đặc biệt là thế hệ cựu học sinh niên khóa 2000-2003 đã giúp cho nhà trường tổ chức thành công hội trường 60 năm thành lập năm 2022 vừa qua. Trong buổi gặp mặt của các em hôm nay thì cũng xin có đôi lời là mong các em tiếp tục có sự đoàn kết và chân thành, quan tâm, giúp đỡ, động viên tất cả các bạn trong khóa để chúng ta đã thành công sẽ tiếp tục có thành công mới. Mong là các em sẽ còn có nhiều dịp để tụ hội, gặp mặt về mái trường xưa, và nhà trường cũng rất mong muốn các em có những sự quan tâm, giúp đỡ các thế hệ đàn em học sinh của nhà trường trong thời gian vừa qua cũng như tới đây. Cuối cùng, xin thay mặt cho lãnh đạo nhà trường và nhân danh cá nhân, xin chúc tất cả các thầy các cô cùng các vị đại biểu và các em cựu học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ có những thành công mới. Chúc cho hội khóa 2000-2003 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, chúng em xin được trân trọng cảm ơn thầy, và xin mời thầy có thể lán lại sân khấu được không ạ? Và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, trân trọng kính mời các thầy giáo cô giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ sẽ cùng lên sân khấu để thể hiện sự quan tâm tới hội khóa và có bó hoa tươi thắm để tặng cho hội khóa. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô ạ. Vâng ạ, chúng em trân trọng kính mời các thầy giáo cô giáo trong ban lãnh đạo nhà trường đương nhiệm, trân trọng kính mời các thầy giáo cô giáo nguyên là cán bộ quản lý các thời kỳ của nhà trường sẽ cùng trở về sân khấu để tặng hoa chúc mừng cho hội khóa của chúng em. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm đầy trách nhiệm của các thầy giáo cô giáo trong ban lãnh đạo nhà trường các thời kỳ. Vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời các anh chị đại diện của ban liên lạc sẽ cùng trở về sân khấu để tặng hoa, nhận hoa chúc mừng. Và xin toàn thể các anh chị hãy dành cho các thầy cô một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn được không ạ?
trân trọng cảm ơn những tình cảm của các thầy cô đã dành cho chúng em. Vâng ạ, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, luôn luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, quan tâm tới tất cả các thế hệ học sinh của nhà trường. Và chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô sẽ lán lại sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và nhân dịp hội khóa 20 năm ngày ra trường, tập thể niên khóa 2000-2003 chúng em có món quà tặng thầy và tặng nhà trường, đó chính là bộ thiết bị âm thanh phục vụ cho buổi lễ chào cờ của nhà trường trị giá 20 triệu đồng. Và trân trọng kính mời bạn Nguyễn Hồng Tiến, trưởng ban tổ chức, bạn Phan Thị Hiền, A11, trưởng ban lễ tân sẽ lên tặng hoa và hiện vật cho đại diện nhà trường. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Để chúc mừng cho trường Trung học Phổ thông Phú Xuyên A ngày hôm nay với những tình cảm đong đầy yêu thương của tất cả các bạn cựu học sinh khóa 2000-2003 dành tặng tri ân thầy cô, tri ân mái trường thân yêu. Vâng ạ, những bó hoa tươi thắm, những món quà thân thương, chúng em xin được ghi nhớ công lao to lớn của thầy cô dành cho chúng em trong suốt 20 năm qua. Và dù đi đâu, dù về đâu, chúng em luôn ghi nhớ trân trọng công lao của thầy cô. Và một lần nữa xin toàn thể quý vị và các anh chị cựu học sinh hãy dành cho thầy cô của mình một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn. Vâng ạ, tại ngôi trường này chúng em biết học để biết, học để làm người, học để chung sống ạ. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm của các thầy cô. Và có lẽ là với món quà rất thân thương này, chúng em tri ân thầy cô và nhà trường. Thì ngay sau đây ạ, chúng em xin được mời các thầy cô và các anh chị, chúng ta sẽ cùng lắng lại để nghe một đoạn nhạc từ chính chiếc loa của hội khóa 2000-2003 tặng nhà trường với một món quà vô cùng trân trọng và ý nghĩa, để từng lời nói của thầy cô sẽ truyền tâm tới tất cả các em học sinh ạ. Vâng ạ, và xin được mời đoạn nhạc từ chiếc loa của hội khóa tặng cho nhà trường. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được mời bạn âm thanh phát ra từ chiếc loa mà hội khóa đã dành tặng cho nhà trường ạ. Vâng ạ, chúng ta được nghe những âm thanh thánh thót từ chiếc loa của hội khóa dành tặng nhà trường. Và cũng kính mong những lời vàng, ý ngọc của thầy cô sẽ truyền được đến tân học sinh, không chỉ truyền dạy kiến thức cho các em mà còn truyền dạy cho các em những bài học làm người. Vâng ạ, một món quà hết sức ý nghĩa được không ạ? Vâng ạ, và chúng em một lần nữa trân trọng cảm ơn các thầy cô. Và xin toàn thể quý vị hãy dành cho thầy cô của chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Chúng em trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời các thầy cô trở về vị trí danh dự của mình ạ.